Tiramnya long button, long tiram, then the tiram is still my coat. That's how you change that at night, and you... Chị trên cắt nét. Cái này nét lắm. Ngọt luôn. Ngọt như chuyện tình các em đôi mươi. Nét chưa? Hello chị. Xin chào mọi người nha, đang xem trên livestream của Thầy Phương. Không cắt luôn cả hai bên luôn, trái phải luôn nhé, cắt cả hai phần cung trái phải cùng lúc, cắt riêng cũng được, cắt chỗ cũng được. Cũng là bài cắt tiền tỷ, khách hàng cơ sở rất nhiều. Không cần giữ được nha các bạn, cái kéo nó không bị chạy. Cái hai của cái kéo này nó chỗ đấy, nó không bị di chuyển như bằng tóc. Nó không di chuyển thì mình sẽ cắt được nó tại vị trí mình mong muốn. Thì nó sẽ nét. Lâu lâu rồi là Liêu Phương mới cắt đến cái cây này. Còn cái cây mà bán cổ điển nữa, cắt thì cũng tương đối, cũng hay. Cái đấy thì cắt nó có độ lướt hơn. Cây này thì cắt là nó có độ nét thì cao hơn. Bản classic là mọi người mà cầm nó không quen, nó hơi ngượng tay. Kẹp yết bắt pha ke vẫn ngon. Kẹp này là kẹp pha ke nhưng mọi người vẫn ngon, pha ke mà vẫn mấy năm, còn kẹp xịn của nó, cái màu sơn nó còn đẹp hơn nữa. Chất lượng kẹp thì
cái chất liệu nó giống gần giống nhau hay sao? Ra là cây kẹp thì nó không quan trọng như cây lược hay cây kéo. Cái kẹp này cũng dùng được 7-8 năm rồi. Kẹp qua ke luôn. Kẹp thì chỉ cần giữ tóc tốt là được. Còn bạn nào muốn xài đồ đi cứ liên hệ với Lý Hảo Phương. Kẹp xịn luôn. 100 triệu một cây. 100 triệu một cây kẹp mọi người. Nó kẹp xịn. Kéo này là 1.3 tỷ. Cái kéo này 1.3 tỷ cắt hơi mét luôn. 1.3 tỷ cắt nó khắp bò. Dần thì chuyển dần những cái phần tóc sau bông tai. Cái sắp tóc sau bông tai mọi người cắt nó hay bị hụt lắm. Nên mọi người xem quan sát kỹ thuật cắt vào đây là theo nhé. Đấy, các bạn làm theo da thì kết quả tốt là ok. Các bạn cắt thường xuyên gặp phải cái lỗi là sau mang tai bị hụt, thường xuyên gặp phải. Liệu Phương ngày xưa gặp đây suốt, trước khi đi học cắt của Vida Sassoon là mắc đầy lỗi luôn. Sau khi học cắt thì tự mình sửa lỗi được. Sau khi học cắt Vidan rồi thì mọi người tự sửa lỗi được. Trước đấy thì mắc đầy lỗi. Đây, dần đến lớp tóc xong bằng tay. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem live stream. Xin chào 8.000 người đang xem. Tám vạn người. 8 vạn là cũng nghĩa là 80.000. 80.000 và 8.000 là mất 1 số 0 rồi đó. Đen quá. Chúng ta mất 72.000. 80.000 trừ đi 8.000 còn 72.000. Mất 72.000 rồi. Đen lắm. Ok, Liệu Phương cắt luôn liên kết. Cắt này để rút ngắn thời gian thôi. Các bạn có thể là phân khu ra. Các bạn cắt lần lượt. Như thế nào cũng được nhé. Các bạn có thể làm bất kỳ. Rồi, cắt cả hai bên. Chào tất cả mọi người đã đến xem livestream của Thầy Phương. Bên này bài tóc bóp. Những cái mẫu cắt này nhanh lắm, cắt như này. Theo thiết kế của Vida Sassoon. Mẫu tóc bóp kinh điển. Cắt kinh điển của Vida Sassoon. Sau Vida Sassoon được cái tên gọi xứng tầm với cái tên gọi là kỹ thuật cắt tóc kinh điển ABC, giống như là ngôi sao bóng đá, là siêu sao bóng đá, là ngôi sao Messi, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Đấy thì được gọi là huyền thoại, là vua bóng đá Pele này. Tiếp tục ra không vẫn nâng thôi. Vậy xem cái kéo này cắt mét thì tối rồi. Không cần gì để nó bàn luôn.
đương nhiên giữa cái khoảng cái trạng thái giữa tóc ướt và tóc khô thì nó có sự thay đổi nhẹ, sấy khô đi thì nó không còn được nét như vậy, vẫn phải chỉnh sửa hoàn thiện. Thì tóc ướt và tóc khô là trạng thái tóc nó khác nhau, thì cắt khô thì nó khó thực hiện lắm. Lãnh ngộ được cái phần ngọn này là các bạn cũng tha hồ đồ chơi. Đồ chơi bếp nhà, cắt tóc, ứng dụng salon này. Để hiểu được cái phần gốc thì mời tìm hiểu sâu. Tiếp tục sang bên này. Góc độ phương hướng kéo tóc đi ni đông vì muộn thế anh. Xin chào. Nhà mình làm đến 9 giờ nha bạn này, 9 giờ sáng 9 giờ tối nên thời gian làm việc 12 tiếng rất là dài. Anh đi muộn thì cũng là điều đương nhiên. Chưa muộn bằng bữa cân ngày xưa. Cơ sở mới và bây giờ cơ sở bây giờ không làm muộn như là cơ sở cũ ngày xưa. Ngày xưa các bạn xem live stream có đến 12 giờ đêm vẫn còn đang tiếp mùi. Mà theo cái môi trường khu dân cư ở bên này là khu dân cư gia đình như là người ta sinh hoạt có giờ rất hơn, không giờ người ta sớm hơn, người phục vụ cứ thế mà đáp ứng thôi. Rồi hai bên đưa phương cắt luôn cả hai trái phải luôn. Rồi bây giờ là đo xem hai bên nó giống nhau chưa, đo bằng mắt, đo bằng gương. Phương đã nhìn vào mắt rồi. Thực ra là trong khi cắt ở Liễu Phương đã xác định được độ chính xác rồi, nhưng mà chết lặng, chết lặng. Những cái này là bao nhiêu nhiễm nắng rồi. Cắt bao nhiêu năm của Vy Đan, bây giờ nó nhuần nhuyễn quá này, những cái mẫu cắt ứng dụng này. Vẫn là mong muốn là phòng ôm thịt nhất. Mong muốn ít có sự thay đổi. Nó có này không cắt nhanh như một người nha. Cây kéo đấy không lên cắt là cây bản classic 5.5 bản classic thân thẳng mũi thẳng quai thẳng bản cổ điển đấy. Nghĩa là các bạn đang cầm cái kéo quay vinh thì cầm sang cái này nó hơi ngượng tay, nếu mà cắt không quen thì cảm giác nó hơi khó, nhưng mà cắt quen rồi thì lại thấy nó cắt đường thẳng nó lại rất phù hợp. Hiện tại Liễu Phương đang cắt đường thẳng nên là lựa chọn cái kéo này cũng là phù hợp. Những bài cắt này mọi người dễ áp dụng cho salon, cho khách hàng đó. Có những cái thương hiệu cắt nhé các bạn nhé, thương hiệu cắt ở trong ngành cắt luôn là người ta được mệnh danh ấy, gần như là được khách hàng có một cái
đặt cho một cái thương hiệu là cắt tóc là cụp ấy. Có nghĩa là người ta cắt nó rất là dễ cụp, sấy kiểu gì nó cũng cụp luôn, sấy cũng tung beng luôn, mà tóc rất là cụp. Đấy thì thực ra cái cụp này nếu không phân tích luôn, không nói về về cái xu hướng hay là về cái cá nhân của họ, mà nếu không sẽ phân tích dựa vào cái kiến thức của Vida. Thì trong Vida Salon này thì muốn cụp, các bạn sẽ có cách để cho nó cụp. Còn ngoài ra thì muốn nó không cụp, muốn nó giảm cụp chừng nào chúng ta cũng đều có cách. Có nghĩa là muốn cụp được cụp và muốn vẩn được vẩn. Và nó là đa phong cách, muốn gì được lấy. Còn có nhiều bạn mà giả sử mà mới xem live của Liễu Phương ấy, thì sẽ có cái tư tưởng rằng là tóc cắt vì cứ hễ cắt những cái đầu ngắn này là phải hướng đến cái việc cụp. Sai lầm đấy mọi người nhá, đấy là sai lầm đấy. Liễu Phương không phải là lúc nào cũng cắt tóc nào cũng là cắt đưa về cụp đâu. Thiết kế đối với từng người mẫu đó. Có những cái mẫu tóc Liễu Phương sẽ cắt để cho nó không cụp. Đấy thì phải có phương pháp để cho nó cắt nó không cụp, không bị cụp. Có thể là mọi người chưa trải nghiệm thì mọi người sẽ cho rằng là nó là hơi lan giải, nhưng mà nó là thực tế đấy. Khi các bạn nhuộm một cái màu thuần túy rồi, ví dụ nhuộm một cái tông màu đồng rồi, các bạn quen nó rồi, các bạn nhiều lần cho khách hàng cái màu đồng ấy rồi, bây giờ các bạn muốn nhuộm màu đồng ánh đỏ chẳng hạn, hoặc đồng ánh vàng, đồng ánh cam, còn gì, còn gì, tím hồng. Đầu cứ gọi đi. Để được khả năng đi. Nhưng mà anh sẽ dựa. Để vào đằng trước. Bên này thì tôi dựng giống bên kia thôi.
cho tự cắt nhá. Mọi người thông cảm nha, tại vì bạn cầm máy bạn ấy đi gội đầu rồi. Mọi người thông cảm, tại vì các bạn ấy đang bận khách, đang đông khách nên là không còn người cầm điện thoại nữa. Vừa giờ các bạn theo dõi đó là mẫu tóc BA bob của Virasol. Mẫu tóc này mang tính ứng dụng cực kỳ cao và áp dụng cho nhiều khách hàng của salon. Vẫn là mẫu tóc đơn giản nhưng đẹp ở mọi thời điểm. Mẫu tóc này mang tính ứng dụng cực kỳ cao, đơn giản lắm. Ok, bây giờ Liễu Phương để máy lên trên bàn nhé, xong là đợi sấy khô mọi người nhìn thấy kết quả của nó nhé.
Thank you.
mọi người thì xem cái khung viền này cắt đến đâu có nét này. Xem độ nét nhé. Cái phần này là cái phần tầng lớp nhé mọi người. Cái phần này là cái phần sơ le, còn cái khung viền này này. Địa phương đang hoàn thiện nốt cái khung viền. Đấy, cây kéo cắt nét này cắt nó rất nét. Mẫu tóc BA. Cái mẫu tóc này tròn xoe, khung viền nét căng luôn. Mọi người chờ tí thôi. Phần sẽ quay vào duy bắt tơ nhá. Nó không sẽ quay cái tư thế cắt cho mọi người con. Cái tư thế
mọi người xem nó khung viền này nét chưa. Đây là phần quay mọi người xem nha. Đây cận cảnh luôn nhé. Đây là không có người cầm điện thoại. Đây là đang bật flash đó. Người Phương đang vừa cầm điện thoại vừa cắt nên là nó hơi rung kéo một tí. Chờ Liêu Phương để điện thoại xuống nhé. Nó hơi rung kéo. Đấy, đây là kỹ thuật A này mọi người. Mọi người xem cái khung viền này được. Đây là mẫu cắt classic. Mẫu cắt này thì sẽ là mẫu cắt này như ban đầu là Liễu Phương nói. Bây giờ mình đang hoàn thiện nốt cái phần khung viền nữa. Như ban đầu Liễu Phương nói nó là mẫu tóc classic BA. Kỹ thuật BA. Bây giờ mình tập trung mà mình cắt nhé. Lát Liễu Phương thuyết trình sau đi. Bây giờ đang chăm chú vào cái A này cho nên là nói thì nó hơi bất tiện nhé. Đấy, mọi người nhìn cái khung viền chưa? Được chưa mọi người thấy quả khung viền này được không? Nếu được cho chàng vỗ tay nhé, cắt tiếp. Không cho chàng vỗ tay thôi cho người mẫu về luôn này. Đấy, mọi người thấy cái khung viền này được thì cho chàng vỗ tay. Cắt tiếp. Mọi người thì cần mọi người trả lời không được cắt cho người mẫu về nhá, không cần cắt đâu. Cắt mà không đẹp thì cắt làm gì. Từ thế cắt thì bây giờ là không có người quay cho nên là nó hơi mọi người chưa nhìn được hết tổng quan. Mộc Lan có dành cho xin mấy phút thôi. Mắt tôi có cầm điện thoại tí là đỡ buồn không? Thấy đâu? Cầm điện thoại tí là đỡ buồn không? Quay tổng view phát. Quay tổng view quay xem là view dài. Đây là cụ Lý Butter đang cắt tóc. Đến Butter. Anh cho em hỏi về khóa học bên anh. Để từ từ thì mình sẽ nói tiếp nhé. Chàng đứng nha. Lâu nay là em được khóa học. Em mọi người nhìn cái tóc ở sau mang tai này nó không bị hột luôn. Địa chỉ là ở Cầu Giấy à? Phải không? Không. Vim Home Hoàng Nghi chứ. Đây mà là Cầu Giấy. Ở Vim Home. Ở Hoàng Nghi. Vim Home gần đi à, Hoàng Nghi. Sao mày toàn zoom vậy? Hả? Ủa sao mày toàn zoom vậy? Zoom cái thằng này. Zoom là zoom. Đây là dễ đấy. Cô ơi, đi gội đầu. Gội đầu á? Vâng. Chị lại để điện thoại vào thôi.
chị thổi xong rồi mọi người nhìn cái công viên này nét không? Đây đây em có thể cắt lên đâu quay lên đấy luôn. Mọi người cho cụ lý xin một nếu mà cái công viên này nét cho chẳng vào tay thì không, chỉ cần nói là không nét hết thôi, vấn đề cũng cắt nữa. Quay chính diện chứ quay từ trên xuống nó có rõ được không? Trên xuống làm sao nhìn được nét? Đây là anh như thế này mới nhìn được. Làm sao nhìn ở trong điện thoại thấy nét? Thì ở ngoài nó mới thì mọi người xem điện thoại thấy được. Ok mọi người thấy công việc này nét chưa? Rồi. Đây nha, nét nhá. Chưa có tỉa tiếc gì đâu đấy, cái này mới chỉ là cắt khung viền và làm mịn khối đấy. Mọi người xem cái tóc ở sau mang tai này, không có hồ thiếc gì nhá. À, này còn cố tình bới nó ra, mới nó ra nó cũng chả hụt rồi. Mọi người thấy chưa? Đâu hụt đâu. Không hụt đâu. Rồi cho mày lắc máy thoại đi. Lắc nữa đi. Rồi. Cứ lắc này nó sẽ thò cái sợi này ra, cắt sợi đấy. Lắc này lắc thoải mái đi. Cắt tóc phải có một người đứng vuốt tóc thế nó mới đẹp. Đấy mọi người nhìn thấy nét chưa? Xong phần nét của nó. Đấy là cái phần khó khăn nhất. Chỉnh chu nhất, cái này khó khăn nhất. Đấy là phần rất chi tiết. Bây giờ đeo phương tỉa nhá. Tỉa làm sao để nó không bị mất nét, không động chạm đến khung viền luôn. Bây giờ liệu không tỉa không động đến khung viền nhá. Tỉa này tỉa đơn giản, nó tỉa ngọn thôi. Tóc này không có sấy chiếc thì đúng nhá mọi người nhá, vừa là mọi người xem mà đấy, đấy là sấy không tự nhiên đó. Độ nét này là độ nét cắt tự nhiên luôn đấy, có nghĩa là đầu xong nó nét như thế này luôn, không có sấy chiếc gì luôn. Nét cao rồi. Nét như sơ ly nhỉ. Nét như slide luôn. Slide á? Slide đánh bay tóc rối. Yeah. Nét như slide á? Nhìn thấy quần áo chưa? Nhìn thấy rồi. Quay mặt cho mọi người giao lưu tí nào. Quay đi. Đó là đến các tơ cho đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ở trống ra. Sao ở trọng đi ra? Ở trọng đi ra. Tôi đang tập nói tiếng Việt. Mọi người xem cái phần tóc ở sau mang tai này, nó không bị hụt. Còn cái lỗi mà mọi người hay mắc phải là cái tóc ở đây tại vị trí này là hay bị hụt lắm. Có đúng không mọi người, thấy đúng không? Nếu mà đúng để lại cái dấu chấm phát đi. Có đúng là mọi người hay hụt tóc ở sau mang tai này.
sau mang tai và đỉnh mang tai hay thụt. Đấy, khi tỉa thì sửa lại cái phần trung viền để không sửa tới nữa. Một phạt bên cạnh nó sáng mắt. Đấy, điều khiển này. Bên cạnh là chuyên gia dạ khoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh ở Trảng Mỹ Gia đang học nói tiếng Việt. Tình trạng là đang bị loãng xương. Tình trạng đang bị loãng xương cho anh Quân trầm trọng, đang chuẩn bị hậu sự. Đấy, mọi người nhìn kia, yeah, quay vào zoom, quay vào trong zoom. Đấy, mọi người nhìn thấy cái mặt tròn này chưa? Nó tròn và nó chạy dần ra trước, tròn này chạy dần ra trước tạo ra cái khối tròn và hình dạng tam giác dốc ngang phồng dọc đuổi dốc đổ. Hiện tại nó đang là dốc và nó phồng và nó đổ, nó xoáy về phía trước. Đó. Bên này hiệu ứng tương tự, làm sao để hai bên kết hiệu ứng nó giống nhau cho nó kết quả nó phải 10/10, 9.9/10. 9.9/1000. 1000 thế thì thôi chứ. 9.9/1000 thì thôi vỡ mặt. Trên 1000 là sẽ là có 1%. 0.9%. À, đúng không? 0.999%. 0.1. Chưa được 0.1. 0.0. Được không? Nên nếu không được không thì làm sao mà có chữ 9 được? Tiền bạc làm em mở mắt con tim. Yêu tôi giờ đã như hoa đa. Tưởng lại làm bên chỉ mốt sắp lấy. Đôi bàn tay cũng khép. Chào 500 anh em đang xem livestream của cụ Lý. Đúng đất cơ. Tắt máy nha. Tâm linh. Tắt hàm lên lại. Ok, hiện tại là bên trái hơi dài hơn. Cho nên là cắt bên phải giữ nguyên. Bên trái dài hơn khoảng 20mm. Bên tôi nâng lên khoảng 75 độ. Kéo về đâu thì ở đó là bạn mà. Muốn cắt bên trái thì các bạn sẽ kéo qua bên trái. Hoặc kéo tạm vị trí rơi tự nhiên. Nguyên nhân thời gian hiện tại bên này vẫn hơi dài hơn tí nữa, vẫn còn hơi dài một chút xíu nữa. Muốn ở giữa ngắn hai bên dài thì các bạn sẽ dồn làm tóc kéo nó về giữa. Ok, được rồi.
Bây giờ là cắt cho sơ le hơn. Mình chỉ cần cắt trước đơn giản. Ok luôn. Bây giờ là nó cắt là đẹp luôn. Đấy. Cái tóc này không có sấy là tạo kiểu gì hết. Cái tóc được mượt sẵn rồi. Mượt tự nhiên này. Rồi, bây giờ nếu không chơi cái phần chân gáy này một tí nha. Nó có nét rồi. Nó đã có nét rồi nhưng mà bây giờ Liễu Phương sẽ giảm bớt cái độ nặng của nó, vẫn giữ độ nét. Có nghĩa là lớp dưới này vẫn giữ nguyên. Tỉa nhẹ cái lớp thứ hai. Lớp thứ nhất giữ nguyên, tỉa nhẹ lớp thứ hai. Vân vân cho cái lớp thứ ba. Đấy, mềm hơn một chút. Mềm hơn có nghĩa là nó đã giảm độ cứng rồi mọi người nhé. Nếu mà các bạn giữ nguyên thì nhìn nó sẽ có độ cứng và độ nét nhưng mà phần căng hơn nữa. Nhưng bây giờ là sẽ được xem nó giảm bớt độ cứng đi. Rồi, hôm nay các bạn hỏi là khi khóa cắt chương trình đào tạo cắt của Vida Sơn thì trước đây ấy, thì Vida Sơn thường xuyên là cứ mỗi một tháng là có một khóa liên tục luôn, quanh năm luôn, mỗi một tháng có một khóa. Và một khóa thông thường như ngày trước là 3 tuần, thời gian dao động 3 tuần chưa kể ngày nghỉ. Tính ví dụ cả tính cả ngày nghỉ thì các bạn mất khoảng sấp xỉ 1 tháng cho đến 1 tháng. Đấy là thời gian chi phí là ngày xưa là 6.8 tỷ trên một khóa. Thì 8 một khóa học cắt, thời gian học là 3 tuần chưa kể ngày nghỉ. Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật là các bạn, ví dụ các bạn làm chủ salon thì các bạn vẫn có thể nhận khách để làm việc. Còn các bạn mà ở xa thì thứ bảy chủ nhật các bạn sẽ giao lưu, sẽ học hỏi ngay chính từ Liệu Phương thực hiện cho khách luôn. Đấy, còn đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ